Minh Huấn xin chào quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube của HBK. Và hôm nay là tuần cuối của năm 2021 rồi. Thì Huấn xin kính chúc anh chị có thật nhiều niềm vui trong những cuối cái ngày năm cũ 2021 và để bước sang năm 2022 nhé. Cảm ơn anh chị đã luôn luôn theo dõi và ủng hộ kênh HBK. Và HBK thì luôn luôn trân trọng những cái lượt xem, những cái lượt đăng ký cũng như là những cái cuộc điện thoại mà anh chị gọi điện cho chúng tôi. Và chúng tôi luôn luôn đáp ứng được tất cả làm sao để cho chị hài lòng nhất. Và hôm nay thì theo những cái yêu cầu của khách hàng trong kênh HBK thì Huấn xin phép được chia sẻ về cái chương trình bán hàng của dòng xe Rouge này. Tại vì anh chị đang thắc mắc là tại sao Rouge là một cái dòng xe SUV mini cỡ nhỏ rất là đẹp như vậy mà cái chương trình bán hàng nó không được tốt lắm. Thì hôm nay thì Huấn sẽ chia sẻ lại cái chương trình bán hàng để cho anh chị được biết là nó sẽ tốt như thế nào nhé. Vâng, chiếc xe này là chiếc xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Và khách hàng đã nghe cái điều này rất là nhiều trong cái HBK cũng như là Minh Huấn Toyota rồi. Với cái mức giá chỉ là 634 triệu thôi. Cái giá này là cái giá sau rất là nhiều lần điều chỉnh từ giá niêm yết là 668. Và chúng ta đã có một cái mức giá cực kỳ tốt là 634 triệu của nhà máy. Đó. Và bây giờ thì Toyota Thanh Xuân đang giảm tiếp cho anh chị lên tới là 50 triệu tiền mặt. 634 trừ đi 50 nữa và tặng thêm rất nhiều cái phụ kiện như dán kính này, trại sàn da, cam hành trình, sơn phụ gầm, bọc ghế da, rất là nhiều quà tặng phụ kiện kèm theo. Tất nhiên rồi, chương trình bán hàng sẽ tùy từng cái thời điểm khác nhau. Anh chị hãy gọi điện cho Minh Huấn hotline 0394 046064 thì Huấn sẽ báo giá cho anh chị chi tiết nhất, hài lòng nhất từng cái thời điểm anh chị gọi điện cho Huấn nhé. Vâng, vậy thì sau khi giảm và lăn bánh thì bao nhiêu? Bây giờ sau khi giảm thì lăn bánh của chiếc xe Rouge này ở Hà Nội chính xác là tầm khoảng là 685 triệu, lăn bánh ở Hồ Chí Minh tầm khoảng là 675 và lăn bánh ở tỉnh là tầm khoảng 550 triệu. Ngoài ra được tặng cực kỳ nhiều đồ như vậy nữa. Vậy thì với một cái mức giá là 650 triệu đi, lăn bánh đi, thì chúng ta có những gì? Đầu tiên là sở hữu được một chiếc xe trong phân khúc SUV 7 chỗ, rộng rãi, nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Chúng ta sẽ có rất nhiều màu sắc để lựa chọn như màu đỏ, màu mận chín, màu trắng, màu đen, màu bạc, có đủ màu hết cho anh chị. Huấn có thể giao cho anh chị trong năm 2021 hoặc là trong năm 2022 tùy theo cái lịch trình nhận xe của anh chị nhé. Đó, đấy là những cái điều đầu tiên khi chúng ta nói về Toyota Rouge. Thứ hai nữa là cái thiết kế của chiếc xe này. Với thiết kế của Rouge thì chúng ta sẽ có một cái thiết kế rất là trường xe. Cái form xe này nó sẽ giữ được cái form khá là lâu, nó không bị mất form như một số dòng xe Hàn khác. Toyota thì đặc biệt là cái ưu điểm của họ là như vậy. Với những cái trang bị cũng rất là cao cấp trên chiếc xe này, ví dụ như cụm đèn phía trước là cụm đèn full LED, có định vị ban ngày daily life cũng được trang bị rồi. Chúng ta sẽ có đèn gầm và đặc biệt là cái thiết kế ở phía trước theo ngôn ngữ thiết kế nội khối 3D. Đặc biệt là cái phần nắp capo đấy ạ, rất nhiều đường gân uốn lượn từ trong ra phía trước, giúp cho cái tăng cái khí động lực học khi mà di chuyển thì nó sẽ đầm xe hơn, chắc xe hơn và không bị rung lắc. Với chiếc xe này thì chúng ta được trang bị la răng lên tới là 17 inch, đó, có phanh xước và nhà sản xuất họ trang bị phanh trước là phanh đĩa, phanh sau là phanh tăng trống. Tất nhiên rồi, có hệ thống chống gương phanh ABS và có tính năng chống trơn trượt, đó, VSC cũng được trang bị trên xe này. Đi về hông xe một chút thì chúng ta sẽ thấy được cái dòng chữ là Dual VTI. Đấy là cái công nghệ trên động cơ của chiếc xe Toyota Rouge này. Với công nghệ này thì giúp chiếc xe của chúng ta có một cái khả năng tiết kiệm nhiên liệu cực kỳ là hoàn hảo và đặc biệt là phát thải ra môi trường thì không bị ô nhiễm nhiều. Đấy là cái tính năng của cái hệ thống Dual VTI trên chiếc xe này, động cơ 1.5. Đó, và chúng ta sẽ có khoảng sáng gầm xe là 22 cm. Trên chiếc xe này phía bên hông xe thì Huấn thấy được những cái đường mã chrome chân kính trải dài từ trước về sau, cũng tăng cái sự trang trọng của chiếc xe đi. Trên gương sẽ có gương chỉnh điện gập điện, tất cả mọi thứ được trang bị rồi. Và bây giờ thì một cái giá nóc cũng được trang bị trên chiếc xe này, tiện cho chúng ta gắn rất là nhiều cái đồ vật dụng lên đây. Ví dụ đi picnic, đi cắm trại thì bây giờ rất là tiện ích rồi. Mời anh chị ra phía sau xe. Khám phá phía sau xe thì chúng ta cũng thấy được là trên chiếc xe này có một chiếc camera lùi. Sẽ có hai cảm biến ở phía sau xe. Và đặc biệt là trên chiếc xe này được trang bị một chiếc cốp xe cực kỳ là rộng rãi. Đó. Và bên trong cốp này thì chúng ta khi mà dựng hàng ghế thứ ba lên thì có rất là nhiều chỗ để đồ.
Còn nếu như anh chị gia đình 5 người chẳng hạn mà chúng ta đi ít người á, thì chúng ta đơn giản là gập cái hàng ghế thứ ba này xuống này, và chúng ta sẽ có một cái khoảng không mênh mông luôn. Nếu như mà vẫn còn chật thì sao, thì hãy cho lên. Đấy. Đó. Anh chị thấy chưa ạ? Rất là nhiều chỗ để chúng ta để đồ đúng không ạ? Vâng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào phía bên trong nội thất của chiếc xe này để xem qua một vòng nội thất của chiếc xe Toyota Rush 2021 này, 2022 này, để xem nội thất có gì đặc biệt nhé. Tất nhiên rồi, Huấn đã nói rất là nhiều rồi, cho nên là anh chị cũng có thể là xem rất là nhiều kênh về cái Rush này trên kênh HBK cũng như là Minh Huấn Toyota, Quốc Trần Toyota cũng vậy. Chúng ta sẽ có một cái thiết kế tự động rất là nhiều cái tính năng tự động trên chiếc xe này, ví dụ như điều hòa tự động này, đèn nội start stop cũng tự động này, đèn cũng tự động này, màn hình DVD có tích hợp Apple CarPlay và Android Auto. Đó, trên vô lăng sẽ có điều chỉnh tất cả những cái phím bấm tăng giảm, mọi thứ đều được trang bị trên vô lăng hết. Đấy là những cái điều rất là hoàn hảo trên chiếc xe này, đặc biệt là với sự an toàn có lên tới là 6 túi khí trên chiếc xe Toyota Rush này. Và đây cũng là chiếc xe hình như là chiếc xe duy nhất trong phân khúc SUV cỡ nhỏ và MPV có 6 túi khí mà thôi. Đấy, hộp số thì zig zag 4 cấp. Trong cái dòng xe nhỏ nhỏ như này, không phải nhỏ đâu mà SUV mini hoặc là MPV cỡ nhỏ thì sẽ là hộp số 4 cấp. Tại vì sao ạ? Tại vì với động cơ 1.5 thì 4 cấp số này nó sẽ giúp cho chiếc xe của chúng ta nó không bị ì, di chuyển nó linh hoạt hơn. Ngồi trên Rush thì cực kỳ là thoải mái và thích rồi. Đấy là cái điều mà không thể bàn cãi được. Tại vì sao? Tại vì Toyota họ luôn luôn thiết kế ra những chiếc xe mà có một cái vị trí ngồi, không gian phía bên trong cực kỳ là rộng rãi hơn bất cứ chiếc xe nào khác. Vâng ạ, và vừa rồi thì Minh Huấn đã chia sẻ với anh chị về tất tần tật về chiếc xe Toyota Rush 2021 của chúng ta. Và nếu như anh chị lấy xe thì hãy liên hệ hotline 0394046064 để HBK được tư vấn cho anh chị nhé. Ngoài chính sách trả thẳng giảm tiền mặt cực kỳ nhiều như vậy thì chúng tôi còn có cái chương trình là hỗ trợ trả trước vay ngân hàng cho anh chị lên tới là 85% cái số tiền xe, và trong quá trình vay là 8 năm với mức lãi suất cực kỳ là tốt. Hồ sơ đẹp, hồ sơ xấu, nợ xấu cấp 1, cấp 2, cấp 3 Huấn đều xử lý được hết cho anh chị. Hãy gọi hotline 0394046064 để Huấn được tư vấn cho anh chị nhé. Và tất nhiên rồi, nếu anh chị đang có sử dụng xe cũ, muốn đổi xe mới, hoặc là chúng ta muốn mua bán trao đổi xe cũ thì hãy liên hệ Minh Huấn nhé, hotline bên dưới nhé. Thì Huấn cũng có cái chương trình là mua xe cũ, đổi xe mới, cũng như là mua lại tất cả những cái xe cũ của anh chị đang đi với giá cao nhất thị trường. Xin chào, hẹn gặp lại anh chị trong những video lần sau. Hãy like và đăng ký kênh, ấn chuông thông báo để nhận được thông tin mới nhất. Gọi điện vào hotline hoặc ấn vào phần link mô tả để được nhận báo giá mới nhất của xe Toyota.